À, dạ con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, những khán giả thân yêu trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây. Thì hôm nay một clip đặc biệt mời quý cô chú cùng với con ghé một cái khu vườn của em Quốc Anh. Tại vườn của em Quốc Anh thì tại thị trấn Cầu Quan hết cô chú, nhưng mà hôm nay thì mình đi vô vườn luôn. Em Quốc Anh mới giao lưu được một cái cây mai, một cái cây mai vàng đây. Thì hiện giờ đang ở trong nhà của chủ nhà luôn, thì Dạ, đang trong chủ vườn. Chủ vườn luôn, thì em Quốc Anh cũng quay chia sẻ cho quý cô chú nào yêu thích thì mình sẽ giao lưu cây này với em qua số điện thoại rất quen thuộc trên màn hình hết quý chú. Thì con mời quý cô chú cùng gặp em Quốc Anh. Dạ, Rồi em em chào chào cô Quốc chú anh Anh. chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi cũng như ủng hộ kênh Lục Tỉnh miền Tây. Mong cô chú ủng hộ em clip tiếp này. Hôm nay Rồi. em cũng là mất thời gian em vô cây số 1 là cây mai vàng luôn. Rồi, mình hảo hảo giúp anh đi. Dạ, cây này chiều ngang tầm 4 mét anh ạ. 4 mét hay mà ha. Dạ, Có hơn quý cô chú ha, nhưng mà mình tính chẵn đi cho nó dễ. cao cũng 4 mét luôn. Cao 4 mét, một cái tàn thông luôn anh ha. Dạ, đàn không Em cây tự nhiên luôn, ha. không 4 chính. mét là 4 mét tròn luôn nha quý cô chú, không lép chỗ nào ha. Để anh đi vòng. Dạ. À, cây này thấy nụ rất là nhiều em ha. Dạ, nụ đặc. Nụ đặc theo luôn. chia sẻ của chủ nhà có mặt đây tại đây là cây này 10 cánh đến 12 cánh. 10 đến 12 cánh. Dạ. À, cái nụ đó nè quý cô chú. À, nụ. Cái này tết lộc lá gà bông dữ thần lắm, nhìn chắc đã lắm em ha. dạ đã lắm Nói chung phơi luôn, vàng nụ là phê luôn, nụ này đạt luôn á quý chú dạ ha, nụ đặc không à. nụ đặc luôn à. Nhánh nụ, nhánh từ nhánh nhỏ tới nhánh lớn đều ôm nụ rất là nhiều, coi như là tròn bốn mặt luôn á. tròn xe luôn. Dạ, tay cành zin không em ha, dạ cây tự nhiên không chỉnh sửa gì hết, tay cành tự nhiên không qua chỉnh sửa, không ôm dây gì hết heo quý chú. Dạ. Để đi xa xa qua mặt này cho quý chú xem. Ở trong vườn thì cây cũng hơi nhiều, thông cảm giúp con ha. Tàn thì bao tròn, bao đặc. Bao đặc, bao tròn. Đấy, bao đẹp. Đấy, bao đẹp luôn, một cốt luôn em ạ. À. Dạ, một cốt luôn. Cái này mà lột lá cho bông nhìn phê lắm. Dạ. Hay quý cái này cô chú nào có giao lưu được thì gửi cây tết em cũng nhắn gửi được. Rồi. Tại em giao lưu chủ nhà là em gửi lại 3 tầng. Dạ. Đây heo chú. Tròn xe ha. Dạ. Cổ phải nói ha. Đây. Còn nụ hoa nè. À, quá trời nụ luôn. Ừ, nụ đặc luôn. Nụ đặc kẹo luôn quý cô chú ơi. Nói chung là nụ thì quý cô chú yên tâm ha. Bao bông bao nụ. Rồi, để mình vô chi tiết hoàn thành cho quý cô chú xem luôn em ơi. Dạ. Cái này chắc phải bò xuống dưới này quá quý cô chú. Phải bò. Đây. Lộ ra nè. Em moi trường trường mà nó tới đây nó cắm đúng không ạ? À? Rồi. Cái này nếu mà em lúc mà em bứng em làm bầu lại là cây này nguyên cái nồi đấy đặt kẹo đã. Đúng rồi, mình dạ. Bứng gọng ra nhưng mà mình đưa cái nồi dạ, lên rồi. Đúng không? Cây xuống đây nó cắm không à, toàn bộ cắm hết. À đây, để mình sơ lược cái chi tài này cho quý cô chú xem. Dạ. Chi tài ghiên hết đi. Ghiên hết, không sửa gì hết. Cây có, nguyên thủy có nguyên mấy nhánh nó láng láng, chắc gà nó đậu trên đó đó. Dạ, có mấy số mấy gà lên đây nó ngủ này nè. Dạ. Đây. Từ gốc tới ngọn luôn ha, dạ. Ghiên nguyên luôn, một cốt đi thẳng lên luôn em ha. Dạ, một cốt. Có một cốt chủ luôn. Còn phía dưới này nó xe tay cành ra vậy nè. Rồi đo giúp anh luôn em ơi. Dạ. Hoàn thân em quay thước qua này tại vì mình hơi bò cho nên là để vị trí này là được 49 đi, 49. Rồi vị trí đó là 49. Còn cái nồi đế này nhiêu đây? Nồi đế hiện tại vậy đây 160 rồi. Đặt kẹo vậy đó. Rồi 160 em ha. Dạ 160. Rồi 1m6. Cái này mà làm xuống nữa còn nữa. Rồi. Rồi để anh đi. Đây. Để bò một vòng cho quý cô chú xem ha. Đây. Còn đế này quý cô chú. Dạ đế cũng cộng lực không à. Sáng này em mới moi ra thôi. Cái này mình chơi nguyên ghiên tàn này sẽ hấp dẫn hơn quý chú, vẫn có đường cắt bonsai chơi em ha. Dạ. Cắt bonsai tay cành lực nhưng mà cái tàn này cũng tàn phải mạnh tay lắm mới dám cắt hả. Đế này quý chú ha. Dạ. Đã đẹp. Công bùi không à? Dạ. Có bánh cam luôn. Cái này còn làm xè đều chơi em ha. Dạ. Xè cũng khá đều. Nó cắm xuống hết trơn. Em đâu cái chân cành giúp anh. Cái chân cành là đó giúp anh. Chân cành nhất anh thấy nè. Đúng rồi. 22. Rồi 22. 17. Rồi. Tròn vòng đế luôn ha cô chú ha.
À, vậy nè. Tức là mới chỉ môi vậy thôi chứ chưa khai thác. Thoát thân là... Thoát thân từ đây là được 24. 24. 24. Được. 24 có thân chân cành. Đây. Rồi đấy, à lắm không chú ạ? Bông 10 đến 12 cánh này mà. Dạ, chú nhà chia sẻ có chú nhà luôn nè. 10 đến 12 cánh. Dạ, 10 12 cánh. Tịch trồng trong một cái hộp với cô chú ha. Cái này nằm chắc cũng khoảng trên 20 năm chứ. Chắc dạ, có à. Dạ chắc có. Đây. Tại nó nuôi nguyên cái cục đế này. Nuôi nguyên cục đế ha. Dạ. Đây nè cô chú, một cốt đi thẳng lên như này. À, này là riêng nha cô chú. Dạ riêng. Cây không luôn. Không chỉnh sửa dây nhợ gì hết. Rồi. Nguyên nhiên tự nhiên. Tự nhiên luôn. Tàn đem gì? Tròn đầy xung xê luôn quý cô chú ơi. Rồi còn gì nữa không em? À, nó nằm đất thì vậy thôi hả cô chú? Dạ nằm đất vậy thôi. Khai thác. Rồi cái này giá thì mình báo sao đây? Cái này em báo qua điện thoại đi cô chú nào ấy thì em báo qua điện thoại. Rồi. Cho cô chú mua có tặng biếu gì đó. À. Dạ. Cho dễ. Cái cây này thì mình sẽ báo qua số điện thoại trên màn hình của em Quốc Anh nha quý cô chú. Dạ. Quý cô chú thông cảm vui lòng gọi giúp con ha. Dạ. Thì giá chắc cũng không cũng hợp lý cho mình. Dạ hợp lý, hợp lý. Tại em thì em để cho giá lên cho cô chú mua có tặng biếu rồi cũng dễ. Đây. Tài cành zin. Bông nụ thì dày đặc. Dạ. Nụ này ngay Tết luôn em hả? Dạ đúng rồi, ngay nụ Tết luôn. Tết. Dữ lắm. Dạng nụ dữ lắm quý cô chú. Rồi ha, xa xa lại tổng quan cái cho quý cô chú xem ha. À, em đứng phía trước cái cây này, em giang cái tay ra luôn quý anh. Đó quý cô chú ha, quý anh đứng giữa cái tàn nè. Dạ, giữa tàn. Đó. Một cây vậy nè, trầu xe vậy nè quý cô chú. Lên cây này tới... về mình làm cái học cao cao em ha. Dạ, lên để... tới đỉnh chảnh mà vẫn còn bông chùm chùm chảnh. À, đây. Mình nhìn thấy nụ luôn đó quý cô chú. À, quý cô chú thấy ha. Dạ, nhìn qua màn hình thấy nụ luôn á. Nhìn thấy nụ luôn. Để con zoom lên cho mình xem ha. Đó. Rồi, mọi chi tiết liên hệ qua số điện thoại của em Quốc Anh rất quen thuộc để trên màn hình thấy quý cô chú. Mình sẽ qua Zalo mình sẽ cung cấp nhiều hơn em ha. Dạ dạ. Rồi một lần nữa cho quý cô chú xem ha. Cái này nội đế rất là đẹp. Rồi em đưa vô em ôm cái tay vô giúp anh nha. Cho tấm hình luôn ha. Dạ. Rồi, ok. Dạ, ok. Dạ, hay quý cô chú ơi. À, qua số điện thoại giúp con ha. À, của em Quốc Anh. Dạ. Rồi, tiếp tục em ha. Dạ. Dạ, rồi quý cô chú ơi. Bây giờ quay trở lại vườn của em Quốc Anh. Dạ. Đó, thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú một số cây nữa. Bông trang ha. Dạ, bông trang chơi Tết. Dạ, bông trang. Ở cây này mình có giao lưu không em? Dạ cái này em giao lưu rồi. Ở cây tứ quý hả? Dạ tứ quý ghép đại lộc. Tứ quý ghép đại lộc, bộ đế quá trời ha. Dạ cái này em giao lưu rồi. Bán rồi luôn. Dạ bán rồi. Rồi cây này chơi văn nhân đồ này nọ cũng hay không chú? Hai đây. Rồi mà quay trở lại công việc chính đi. Đây mã số 2 trong clip hôm nay. Là một cây bông trang đỏ thành phẩm ha. Dạ. Trang đỏ con xin lỗi hết cô chú. Đỏ đang ôm dây thôi, chưa có gọi là thành phẩm ha. Nó cũng hoàn thiện khá cao rồi nhưng mà thành phẩm thì chưa. Đang vô dây. Dạ. Tàn thì mịn rồi. Đây, rất là đẹp luôn. Vô chậu chiều hoàn chỉnh. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 48. Rồi, 48. Tán chiều dài của nó là được 75. 75. Chiều này được 56. Rồi. Ồ, cây cốt khá to em ha. Dạ. Một cốt hai thân. Một cốt hai thân. Hoành tại vị trí này là 25. 25. Nằm được đầu gớm. Rồi. Một cốt hai thân của cô chú 25. Dạ. Hoành ha. Giờ dòng xưa ha thì dạ, dòng xưa. Nó 25 hoành này nó cũng già cây lắm rồi nha cô chú. Dạ. À, đây. Mã số 2 này em cho lưu giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi em ha. Dạ. Dạ. Đây nè quý cô chú. Đế nè, đế cọng to to không em ha. Cây này chỉ đem về chơi Tết thôi. Rồi, đang rực rỡ luôn em ha. Dạ. Hết cái lớp bông này tới lớp bông khác ha. Dạ đúng rồi. Đây, cho quý cô chú xem lại cây nè. Tròn, tròn vòng đây. Bên đây.
Quý cô chú thông cảm, hôm nay em Quốc Anh cũng không có người tiếp á, cho nên mấy cái này đáng lý ra mình lên bàn xây sẽ rõ hơn. Nhưng mà đây con quay đi vòng vòng cho quý cô chú xem ha. Cái nào không rõ quý cô chú liên hệ em Quốc Anh để mình chi tiết hơn nha quý cô chú. Chậu này chắc chậu 4 em ha. Dạ chậu 4 anh. Rồi 5 triệu rưỡi ha. Dạ 5 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục luôn dạ, em ơi. Tiếp theo là mã thứ 3. Rồi mã số 3 đứng góc thứ nào? Mã 3 cũng là trang xưa luôn, đỏ luôn. Một cây dáng bài ha. Dạ bài. Hai thân. Rồi, bài hai thân. Một cốt bài cây hai thân. Song thụ luôn. Song thụ. Rồi, nhìn mặt nào cũng được ha. Dạ. Đây, mặt này đi, mình đo đây. Tán bay từ đầu này đến đầu này là được 1 mét. Rồi, 1 mét. Chiều cao vị trí này là được 75. 75. Dòng này là dòng khai thác, mình nuôi lại em ha. Dạ, nuôi lại. Cho em đo dòng vị trí này hai vị trí nha. Hết vị trí này được 28. Rồi, 28. Còn đây là được 17. Đây, tàn trên này dường như là mới xuống bông em hả? Dạ, mới cắt bông. Mới dạ. Cắt lại ha. Dạ, mới cắt 20 bữa nay. Rồi, cây này thì mình mới làm thôi. Dạ, cây này em lưu giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ, ship toàn quốc. Không chậu nha cô chú. Mấy cây này là thuần hết em ha, dạ. Thuần chậu hết ha. Dạ, thuần chậu hết rồi. Đây cô chú. Nhưng mà em ship là không có bao chậu nha. Rồi. Tại chậu này chậu xi măng không có nhiêu tiền, có mấy chục ngàn à. Ship toàn quốc thì mình phải đóng vô cái thùng cũng khá to em ha, cây dạ. Này. Đúng rồi em. Rồi, một cốt. À, cái đoạn một cốt này được nhiêu em? Cả 20 không? 25. 25 ha. Rồi, giá là 3 triệu rưỡi. Dạ, 3 triệu. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Mã số 3. Số 3. Rồi, tiếp tục mình có cây gì đây? Đây, mã số 4 luôn. Rồi, số 4. Em Quốc Anh cũng có nhiều cây kim quýt đẹp luôn chứ. Dạ, cây này. Số 4 là một như cụm rừng vậy ha. Cụm rừng. Một cụm rừng trang đỏ, lá nhỏ. Đây cô chú. Chiều cao từ mặt chậu lên là được hiện tại là 33. Siêu lùn. Siêu lùn luôn. Dạ, 59. Rồi 59. Cụm này lớn lắm. Dạ, cụm rừng với cô chú. Mấy cái bệ này hồi đó mà lúc mà trang đang có giá là cao tiền lắm cô dạ, chú ha. 60. 62 ha, mình tính 60 luôn. Dạ, 60. Rồi. Cái này đế đẹp lắm. Bây giờ thì giá rất là mềm mại, dễ dạ. Chơi luôn chú. Tổng quanh đế này là 113. 113. Tổng quanh đế luôn. Rồi, trong cái chậu oval em hả? Dạ oval. Chậu rồng. Dạ chậu rồng oval. Chậu mới ha. Chậu dạ, này chậu là chậu mới bây giờ Đồng Nai bây giờ. Rồi, cục này đã lắm ạ. Để đi vòng qua đây cho quý cô chú xem. Tàn ở trên thì mịn. Nó ra cái cơi lá này là ra bông chơi Tết được nè quý cô chú ha. Dạ. Cụm này đã lắm chú ơi. Về trang đây chế. Nguyên một cái cụm nhìn bên đây mới đã em ha. Dạ. Nhìn tiền bên đó. Nhìn bên đây mới phê nè quý cô chú. Dạ. À, trang mà này nhỏ nhỏ mà mình kiếm trang đỏ xưa mà mình kiếm cái cụm này cũng hơi khó chú ơi. Dạ, cụm đặc. Dài chục năm ạ. Cụm đặc luôn nè, nó trang nó khến với nhau luôn. Nó bó nhau luôn. Rồi giá sao đây em? Dạ cây số 4 này giao lưu giá 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi luôn dạ. Cái chậu ha. Dạ. Không, cây này nếu mà bao ship sao quá cho em rút chậu thì cái chậu nó bể. Rồi như thế này tức là với toàn cây. Quốc thì là cây không. Dạ. Còn nếu mà cỡ 200-300 km mình giao xe được thì mình tặng chậu luôn. Dạ, tiện xe thì em tặng luôn cái chậu. Rồi. À, còn vấn đề gì khác thì mình trao đổi thương lượng thêm ha. Dạ. Đây thấy cô chú nguyên một cái cụm. Rất là độc đáo luôn, một cái cụm trang. Okay. Nên đi qua đây cho quý cô chú xem lại cái nữa rồi mình chuyển tiếp cây khác. Dạ. Đây. Quý cô chú yên tâm ha, rễ nó ra dưới đầu này hết ha. Dạ, như cây sống bẹo hết, cây khỏe luôn. Không có mục bọng gì hết. Về là đặt chân chơi thôi, chậu rồng đẹp luôn. Rồi, tiếp tục luôn em ơi. Dạ, tiếp tục là cây mã số 5. Số 5 là cây mai. Mai này cây mai thứ quý em ghép đại lộc. À mai bonsai, à, gốc từ gốc tứ quý. Dạ gốc tứ quý ghép đại lộc. Dáng thú. Thú luôn. Chiều cao hiện tại được 60. Tán chiều này được 60. Cái này em ghép mấy mùa? 3 mùa. 3 mùa hàng gì thấy cái Quỳnh Thăng được 25. Cái bộ ghép nó lớn lắm rồi quý cô chú. Dạ. Dáng thú luôn. Mình cũng này được 59. Rồi 59. Đo cái ghép này luôn này. Cái này. Cái đùi gà vậy ha. Dạ như đùi gà đặt 15. 15 quý cô chú, hơn 15, hơn 15. Tính 15 ha. Dạ. Chỉ có 2 bo thôi. Đây. Dạ 2 bo. 2 bo thôi. À nụ đại lộc nè quý cô chú, nụ dạ. Nào nụ nấy. Chà bá luôn em ha. Đây quý cô chú ơi. To.
Nụ Đại Lộc. Cái này đem về chơi Tết để lên bàn. Rất là to luôn, để lên bàn ha. Dạ, lên bàn. Muốn đẹp mình thay luôn cái chậu. Dạ đúng rồi. Cây này em giao lưu giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc. Rồi chưa để anh đi qua đây luôn ha. Quá trời nụ quý cô chú. Đây. Nụ chi chít luôn. Dạ, nụ chi chít luôn. Nụ chi chít. Từ ở trong cành nhánh ra luôn. Dạ. Ghép đã 3 mùa cho nên là cái ghép mà nó mười mấy hoành là nghe quý cô chú. Dạ, bự rồi. Bự lắm. Nó như cái đùi ếch vậy. Rồi, như đùi ếch. Hai dạ. Mặt bên đây. Cái này số 5 là giá 2,5 triệu. 2,5 triệu quý cô chú ơi. Dạ. Ghép Đại Lộc. Bao ship toàn quốc luôn. Mặt đế, mặt lưng đế đây. Rồi, tiếp tục luôn quý anh ơi. Dạ, tiếp tục là cây mai Vạn Phúc. Rồi, một cây mai Vạn Phúc. Dạ. Rồi, Tết nhất tới mình chơi mai Vạn Phúc luôn quý cô chú ơi. Dạ, mai Vạn Phúc. Chiều cao được 69. Tán được 76. Rồi. À, cây này rất là lực. Hoành thăng được 44. 44 em ha. Dạ. Lên đó nó còn 37. 37. Rồi. Rất là gọn gàng ha, một dạ. Cây mai Vạn Phúc tàn tự nhiên luôn ha. Tàn tự nhiên luôn. Mình cắt tròn tàn tự nhiên. Cây này em giao lưu với cô chú là giá 2 triệu. Cây mã số 6. 2 triệu một cây Vạn Phúc. Dạ. Cây này bự lắm em cô chú. Phúc thì tròn ha cô chú, quả phúc thì tròn, tròn xe luôn. Tròn xe luôn, cây tự nhiên luôn, không chỉnh sửa gì hết. Cái tên quá đẹp luôn, mai Vạn Phúc. Rồi. Để qua cái mặt bên này cho quý cô chú xem cái. Nói chung là cây thì tròn bệnh. Không một bọng gì hết. Cốt rất là lực. Cây này thường anh thấy người ta chơi cây tàn to nhiều em ha. Dạ. Với lại để cây công trình đó quý cô chú. Dạ đúng rồi. Sân vườn á, mấy cái này nọ người ta trồng những cây nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Còn cây cốt bonsai thì ít có thấy chơi. Dạ, cây này thì chủ yếu là về trang trí sân vườn. Cây này thay cái chậu dạ. Chậu gốm đẹp nữa ha. Dạ. Mình để chân. Cốt này cũng khá cốt lắm. Dạ. Cốt sạch sẽ. Dạ, sạch sẽ. Lực. Rồi nhắc lại giá em ơi. Dạ, cây Vạn Phúc mạng số 6 em vô luôn giá 2 triệu. 2 triệu thôi. Dạ, 2 triệu. Bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi. Tiếp theo mã số 7 là cây bông trang. Số 7 mình có bông trang. Dạ, bông trang, đỏ lá nhỏ xương. Trang này chắc cũng sửa mấy mùa hả? Dạ, em sửa 2 nước rồi. 2 nước. À, cụm nhưng mà nó siêu siêu hết cô chú. Dạ, siêu siêu. Cũng cũng liền cây. Nguyên một cụm đặt đi ra. Dạ, vị trí này được 80. Tán bay 80. Chiều cao được 60. Rồi, cao 60. Tổng cụm được 40. Rồi. Vị trí này là được 29. 29, 1, 2, 3, 4, 5 thân ha. 5. Đó, 5 thân. Đây, đang búp bông rất là nhiều luôn. Dạ. Tàn thì cũng mịn màng rồi quý cô chú. Dạ, mịn rồi, cây này về chơi luôn rồi chú. Chơi Tết luôn, dạ. Chơi Tết đúng Tết luôn quý cô chú đây nè. Nụ rất là nhiều, nụ hoa rất nhiều. Này mà full bông ha, để rực dạ. Rỡ luôn. Rồi, cây trang mã số 7 này em giao lưu giá 3,7 triệu. 3,7 triệu luôn. Dạ, 3,7 triệu luôn. Rồi, cây khá già nha quý cô chú. Mấy cây này cây già. Tiếp tục em ơi. Rồi, tiếp tục mà là số 8 luôn. À, số 8. 8 cũng là một cụm luôn. Dạ. Lùng lực luôn. Trang vàng ở trang đỏ là nhỏ mà cốt bay lớn nha cô chú. Mà cây thiên nhiên ha, là dạ. Lâu năm lắm. Tán kiểu này được 70. 70. Chiều cao được 39. Cũng 5 thân luôn ha. Dạ. 5 thân ngũ phúc luôn. Mình vị trí này được 50. Rồi. 52 chứ. 52. Tính 50 luôn. Rồi đo cái cốt lớn này giúp anh đi. Rồi cái cốt lớn này là 20 của chú. Mấy dạ, cái cốt này nhỏ hơn nha quý cô chú. Này nhỏ hơn. Này tầm khoảng 14, 15. Dạ. Nguyên cụm vậy nè. Nguyên cụm. Khá không á. Rồi. Dạ. Rồi giá cái sao đây? Mã số 8 này như lưu giá 4 triệu. 4 triệu em ha. Dạ. Cái này cũng hoa Tết nữa nè. Dạ hoa Tết không à. Hoa Tết không ha, mình làm nó cho chỗ hoa Tết. Rồi cứ gọi cho em Quốc Anh số điện thoại trên màn hình giúp con nghe quý cô chú.
Giá là 4 triệu em hả cây này? Dạ. Mã số 8. Rồi tiếp tục, tiếp mã số 9. Mã số 9. À số 9. Cây quá trời mịn luôn. Dạ. 83 hiện tại là được 95. 95. Chiều cao được 59. Rồi. Mình có thể cắt gọn lại theo ý nha quý cô chú. Mình đi dưới này được 20. Này thì cắt tỉa thôi, cắt mấy cái chòm này nè cho nó gọn thôi. Tàn thì nó tròn vo đó ha. Dạ. Dán bye bye hả? Bye bye. Quá trời hoa luôn em ha. Dạ. Đây. Rồi một cây dán bye bye ra quý cô chú. Dạ. Cây mã số 9 này em nhớ lưu cô chú là giá 5 triệu. 5 triệu. Dạ, hết dây cây này. Thành phẩm luôn ha. Dạ, thành phẩm. Cộng ghế, cộng đế trải ra như này quý cô chú. Thần chậu lâu năm. Hết dây luôn. À, hoa thì đang vậy nè. Hoa này chơi qua Tết luôn. Dạ. Rồi cũng toàn quất ha, không chậu. Nếu mà dạ, gần gần rồi. Thì Quốc Anh tặng chậu cho mình dạ, luôn nha quý cô chú. Rồi tiếp theo là tiếp cây theo số 10. Số 10. Số 10 cũng là chân đỏ lá nhỏ luôn. Rồi. Cái này thì cũng mới vô dây lại ha. Dạ, chiều cao được 39. Tán trên này được 69. Rồi. Tổng 2 thân là được 34. 2 thân 34. Dạ. Cái để bàn trang trí Tết luôn. Tổng 2 thân bài. Dạ. Rồi cây mã số 10 này em vô lưu giá 1,5 triệu. Triệu rưỡi em hả? Dạ, 1,5 triệu. Rồi, giá này cũng rất là dễ chơi hiểu không chú? Dạ. Trước đây cây này cũng khoảng tầm khoảng gấp đôi. Dạ. Rồi tiếp tục em ơi. Là cây mã số 11. Mã 11. À, một cây như cái quạt vậy ha. Dạ. Xòe ra như cái quạt vậy quý cô chú. Đây. 89. Rồi. Tán dài nhất. 59. Chiều cao 59. Chiều này được 59 luôn. 59 luôn. 90. Từ cái phô mà mình nuôi lên tới cái này khoảng bao nhiêu tháng à? Khoảng cả năm á hết à. Cả năm luôn hả? Dạ. Trang nhỏ lá nhỏ nó lâu được sữa lắm. Vị trí này là được 44. Rồi. Ủa 41. 41. Đặc biệt là nó chung nguyên luôn ha. Dạ, nó chung liền qua. Cái này nữa em cắt thành cây quạt luôn. Cắt thành cái quạt luôn. Dạ. Chơi cái chiều ngang luôn ha. Dạ. À cây này nhìn hai mặt đều được luôn. Đó, mặt tiền bên đó luôn. Mặt tiền bên đây luôn. Rồi mình đo thử thân không? Dạ đo. Đây quý chú ha. À em Quốc Anh làm cũng khá là mịn màng. Hoa nhiều luôn. Giờ em làm cũng ấy nè cô chú, gì chỉ chơi thôi. 18 hết nè. Rồi, còn thân tham khảo là 18 thì thực ra là nó 17 18 đó quý chú ơi, trên lệch chút xíu thôi. Bốn thân này nó như nhau. Có đặc biệt có cái thằng này nè, nó dính liền nè. À. Nó là một cây luôn nè. Này là một cây dưới nè, một cây dưới nè, nó rõ ràng luôn nè. Rồi. Cái này có ba mấy mà. Đây, lên như cái quạt. À, cái tàn quạt luôn ha. Dạ. Rồi cây này giá sao đây em? Dạ cây này em vô lưu giá 5 triệu. 5 triệu cô chú ơi. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc không luôn. Chậu nha cô chú ơi. Ship chậu nó hết tiền ăn Tết luôn. Rồi. Đây ha. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp theo là cây mã số 12. Rồi tiếp tục em ơi. Dạ tiếp tục là mã số 12. Cây mặn. 12 là một cây mặn. Cây mặn. Mặn này là mặn gì đây quý anh? Mặn hồng đào xưa. Hồng đào xưa ha. Dạ chiều cao được 1,5 m. Rồi chiều cao 1,5 m. Tán ngang hiện tại đây là 1,5 m. Rồi. Cái này về chuẩn bị cho trái chơi liền được rồi quý cô chú. Dạ về cho trái à. Sữa đồ này nọ dây. Vị trí này là được 86. Rồi vị trí đó là 86. Dạ 86. Mình đế hào hào lấy đế này thôi là 200. 200 ha. Dạ 200 hơn. Rồi đây. 200. Mận hồng đào xưa nghe quý cô chú. Dạ. Em Quốc Anh đã chỉnh sửa vô dây tay cành cho mình. Cái rộng công công em ha. Dạ. Công lắc. Công lắc. Nói chung ra cái này em cũng sửa được mấy nước rồi. Rồi.
Dạ, cũng thành phẩm mà cây này chắc chắc cho trái ạ. Chơi cho trái chơi ha. Dạ. Bonsai đại của chú ơi, khá lớn. Ở trên này nó có số cái mặt cắt em ha. Dạ. Mình cây to mình cắt lại bonsai ha. Dạ. Có số cái mặt cắt này. Cái mặn xưa ngon. Đây. Đây heo của chú, cây thì sung khỏe. Dạ, cây sống mạnh khỏe. Rồi, đường thân bên đây đây. Này mà Tết rớt thêm vài chùm trái nữa chắc chưng đẹp lắm. Rồi, cây này giá sao đây em? Dạ, cây mặn này em cho lưu giá 8,5 triệu. 8 triệu rưỡi. Dạ, bao ship 200 cây. Mấy cây này nó kéo tràn ra đã heo chú nè. Dạ, mạnh cây anh ha. Nó kéo trồi ra luôn. 8 triệu rưỡi ship. Dạ. 200 km. Còn dạ, tại vườn? Tại vườn bớt 2 triệu. Rồi tại vườn thì còn 6 triệu rưỡi thôi cô chú ơi. Dạ. Những cái đặc điểm này là tự nhiên của nó nè. Dạ. Phí thân xe cao lắm cô chú ơi. Cây này nặng em ha. Trong dạ, trọng 1 mét ha. Dạ, trọng 1 mét. Đây xa xa lại cho quý cô chú xem ha. Dạ, em đứng nè, nhìn đẹp. Rồi giá là 8 triệu rưỡi. Dạ. Bao ship luôn nha quý cô chú. Dạ, 200 km. Còn quý cô chú tới vườn lấy thì chỉ 6 triệu rưỡi thôi. Dạ, 6 triệu rưỡi thôi. Cây mặn này hồng đào xưa. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 13 là cây bưởi năm roi. Rồi cuối clip mà mình có cây vú sữa rất là to nha chú, bể đế rất đẹp. Một cây bưởi năm roi hả? Dạ, bưởi năm roi. Rồi bưởi năm roi. Cây này đang kéo nhựa mạnh khỏe. Chiều cao được 119. Rồi một cây bưởi. Cây này bự lắm ạ. Cây này hoành thân to ha, cây rộng đẹp em ha. Dạ. Hoành thân vị trí này là được 120. Quý cô chú về mua về mình có thể ghép bưởi gì đó để mình chơi Tết đó ha cô chú ha. Ghép cái thân này to. Dạ. 100 mấy em? 120. Hoành thân 120. Dạ hoành thân 120. Rồi đế sao đây? Đấy. Mối nó đóng. Mối. Mới làm gì á? Mình đấy cả 200 mấy á. Rồi hết thước dây thì nó phân nửa này dạ, quý cô chú. Cỡ 2 mét rưỡi á. Cỡ 2 mét rưỡi đi. Dạ 2 mét rưỡi. Cái này là mối. Rồi em đo cái thân chính to này giúp anh đi. Nó không một bọng gì hết trơn ha. Dạ không, cây liền lạc. Cây liền ha. Cái thân to này là nhiêu đây? À, thân cao này là 73. Rồi, thân bên đây thì nhỏ hơn chút. Dạ. Đây của chú ơi. À. Cây bưởi năm rồi này em giao lưu giá 5 triệu. 5 triệu. Dạ. Em bao ship 200 cây. Có ngọn ha, có chân cành. Ở dưới này đóng thêm cái thân này nữa ha. Chơi dạ, giống như mẫu tử vậy ha. Dạ giống mẫu tử hơn nữa em đánh thêm lạp đây. Rồi. Này lạp gì đây? Cái vòng này thì nó khỏe không em? Dạ khỏe anh nè, nhựa nó kéo nè. À đây, dạ, nhựa kéo vậy ha. Dạ nhựa kéo, em đem về 10 bữa rồi. Rồi. Nè kéo nè. Đây. Nguyên cái vách bệ này là đặt nha của chú ha. Dạ đặt. Đặt nguyên một cái khối của quá nó. Quá sạch luôn cái buổi. Cây sạch cây luôn ha, chỉ có 3 mặt cắt thôi. Dạ, 3 mặt cắt trên cành. Rồi, giá là 5 triệu. 5 triệu. Mã số 13. Những cái nụ nằn của nó nè quý cô chú ha. Dạ. Cây liền lạc. Đế to. Dạ, giống như thú thú vậy đó. Rồi, lai lai thú vậy đó, dạ, ngóc lai đầu lên vậy nè. 5 triệu. Dạ. Bao ship 200 km. Dạ. Còn tại vườn. Tại vườn bớt 2 triệu. Tại vườn bớt 2 triệu luôn hả? Bớt 2 triệu luôn, tại cây nó nặng lắm đi thí tiền xe. Cái bộ là đường kính cả mét em à? Dạ cả mét ha. Quý cô chú ơi bán cây dành thi tiền phí không hết á. Tiền xe ha, tiền dạ, xe rất là nhiều quý cô chú, chi phí cao. 1 mét luôn. Mấy cây to này thì dạ, cái bầu đường kính 1 mét. Dạ. Cây này 5 triệu, tại vườn chỉ 3 triệu thôi quý cô chú dạ, ơi. Cây đẹp. Cái phôi đẹp ha. Phôi bưởi năm rồi. Bưởi năm rồi. Dạ. Rồi một tiếp tục cây cuối ha. Tiền hơi cao thật sự là tiền phí. Cây cuối mình có cây vú sữa. Dạ, cây vú sữa tím. Vú sữa tím luôn ha. Dạ, vú sữa tím. Dạ, vú sữa tím xưa mình thấy chú. Chiều cao được 2 mét. Một cây dáng trực. Cao 2 mét. Cao 2 mét nhưng mà bể đế này rất là đã. Cái ngang cũng 2 mét luôn á Thánh ơi. Rồi. Mình vô nước dây thứ mấy em? Hay là dạ, đầu thứ tiên? Thứ hai ạ. Thứ hai ha. Dạ. Cao 2 mét, ngang 2 mét quý cô chú. Rồi. Hoành thân ngang vị trí này nó là 100 mấy đây? 116. Rồi 116 của cô chú ơi. Hoành đế thì khỏi nói rồi. Hoành đế thì mình đo chiều dài hay sao đây? Đo chiều dài trước đây. 1 mét rưỡi.
chắc chiều khoảng 2 mét mấy á cô chú ha, ra 2 mét mấy á. Chiều dài 2 đây này. 2m4. Rồi, cái chiều dài hoàng đế từ bên đây nha cô chú. Dạ, qua tới bên đây là 2m4, còn chiều cái chiều này thì 1m7. Có chiều rộng nó 1m7. Rồi. Không báo vậy thôi ha, khỏi tính nhức đầu của cô chú ha. Dạ. Cái này to. À đế đế cổ của cô chú ha, những cái dách này nè. Đặc biệt là nó không cháy không gì luôn em hả? Dạ không, không cháy gì hết trơn hết này. Nguyên ghê luôn. Dạ nguyên luôn. Cái đế nó gà tới đây nè nha cô chú, cái trứng dạ, nó gà tới đây nè. À, bộ đế này rất là to. Để con đi tròn vòng cho cô chú xem ha. Dạ, mặt mới cái mặt hậu thôi mà thấy vậy rồi. Quấn cơ trong mặt tiền. Mặt trong là mấy mặt tiền hả? Dạ mặt trong mặt tiền. Đây, những cái tại vì em trồng cái xe cẩu em xe qua không được. Dạ. À đây là nó kéo lại này quý chú ha. Dạ. Chỉ cho mình xem luôn, nó kéo lại nè. Rất là mạnh luôn. Nó kéo lại đây. Và đây là những cái dấu vết của nó khi mà nằm ngoài tự nhiên nè. Nó bị lũa xong nó lõm rồi sao ha? Cái dạ. Hai bên nó kéo vô lại. Nè. Đây, à, đây mới là mặt mặt tiền theo như dạ. Em Quốc Anh nói ha. Nói chung là bộ đế này là hết sảy. Đế đẹp quý cô chú. Để con đi tròn vòng bộ đế đi lên cái thân lại cho quý cô chú xem ha. Đế nó khến lại nhau luôn quý cô chú. Nó già dạ, cái nó chàng nhau, nó dính nhau luôn. Dạ. Lũa là lũa sành hết ha. Đây như những cái này nè, nó bo lên nè, nó tạo cho cây có những cái đường nét già cổ thêm nữa chú. Cây mà sống mấy mươi năm rồi làm gì tránh khỏi mấy cái bộ đế này, nó cũng phải có những cái đặc điểm này em ha. Dạ. Khi mình nằm trong cây giường tuổi đời hết rồi. Mấy cái dấu này như là dấu dao, dấu chặt vậy đó. Dạ. Cô chú. Nhưng mà nhìn thấy vậy mà thấy nó cổ đó. Dạ. Đây. Nói chung mặt nào cũng đẹp quý cô chú ơi, cây già nhưng mà cây khỏe ha. Đây, mặt cắt nè, nó bo lại vậy nè, kéo lại. Nước dây là nước dây thứ hai. Dạ. Vú sữa tím. Vú sữa tím. Đây, con đi xa xa mặt bên này. Cây hiện tại đang sống ngược, tốt. Rồi em báo giá giúp anh ha, cây này. Dạ, cây này em cho lưu ý cô chú là giá 35 triệu. 35 triệu. Dạ. Bao ship 200 cây. 200 cây. Còn tại vườn thì mình sẽ bớt. Tại vườn em sẽ bớt 5 triệu. Tại vườn bớt 5 triệu luôn. Bớt 5 30 triệu luôn. Dạ. Rồi mình lên cái cây đó mình ngồi giúp anh luôn đi. Dạ. Đây heo cô chú. 35 triệu cho một cái cây vú sữa già, vú sữa tím. Dạ, vú sữa tím. Đó, rất là to hoành tráng. Dạ, chỉ đem về trang trí cho nhà cho thêm nổi bật thôi. Đó. Rồi trên này thì có mấy cái mặt cắt ha. Dạ, hai mặt cắt thân đây, hai mặt cắt. Một cây to mà mình cắt xuống này quý cô chú ha. Làm một cây bonsai đại. Dạ, cây này đấy đã quá. Rồi. Cao 2 mét, ngang 2 mét. Nếu mà cái thân nó không chắc 1,5 mét quý cô chú ha. Dạ. Cái thân nó không tính cái thân không 1,5 mét. Rồi cũng là cây cuối luôn em ha. Dạ, cũng là cây cuối. Giá là 35 triệu là bao ship 200 cây. Dạ. Tại vừa em bớt 5 triệu. Rồi, cũng là cây cuối luôn, mình chào dạ. Luôn quý anh này. Dạ, em chào cô chú, mong cô chú coi và ủng hộ. Có gì không gọi, mong cô chú coi và liên hệ với em sẽ đáp ứng qua bên Zalo. Đó cũng là số điện thoại của em là 0931118575. Đó cũng là số Zalo của em. Rồi. Mong cô chú coi và ủng hộ kênh luôn. Rồi, quý cô chú xem, nhớ đăng ký ủng hộ, đồng thời nhấn chuông thông báo để mình xem cập nhật những clip mới hay của chú. Dạ. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú trong những clip tiếp theo.